Triển lãm bộ sưu tập Mozorov quy tụ 200 kiệt tác nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp cũng như của các bậc thầy người Nga như Malevich hay Korovin. Đây là bộ sưu tập của anh em nhà Morozov, những nhà sưu tập nổi tiếng và được mượn từ các bảo tàng ở Nga. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Fondation Louis Vuitton. Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập này được tái hợp tại Paris. Nó thực sự là một điều may mắn, bởi một số đã gần như bị thất lạc trong Thế chiến thứ hai. Có những tác phẩm bị bỏ quên và giữ trong điều kiện nhiệt độ âm 40 độ C. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến xa hơn trong đối thoại Trianon, một sáng kiến nhằm tăng cường mối quan hệ xã hội dân sự giữa Pháp và Nga, đặc biệt là thông qua hợp tác văn hóa. Đây là triển lãm thứ hai dành cho các bộ sưu tập nghệ thuật lớn của Nga tại Fondation Louis Vuitton, sau triển lãm bộ sưu tập Sergei Skukhin vào năm 2016, thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 22 tháng 2 năm sau.